Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển xe con MacBook A1286. Thì chuyển xe con MacBook A1286 thì nó rất là đơn giản các bạn ạ. Thì ở trên main của MacBook này nó có một cái con cộng tín hiệu. Nó sẽ cộng tín hiệu từ chip RAM. Đưa lên màn hình và tín hiệu của cả hình đưa lên trên màn hình. Thì bây giờ cái con MacBook nếu mà nó bị lỗi cạc hình ấy. MacBook bị lỗi cạc hình thì bây giờ mục đích của chúng ta chuyển xe sẽ là mình sẽ chuyển cái khối tín hiệu của chip RAM đưa trực tiếp lên màn hình, thay vì cái bộ cộng ấy nó sẽ không biết chọn cái tín hiệu của chip RAM lên màn hình mà nó vẫn cứ chọn cái tín hiệu từ cạc hình rời lên trên màn hình. Đây các bạn nhìn, nó cho ở trên màn hình nó đang có cái con này, chính là con U9600, nó là con cộng tín hiệu. Nó sẽ biết chọn tín hiệu IG là tín hiệu của chip RAM, và tín hiệu EG là tín hiệu của cạc hình rời. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ là chuyển 7 cặp tín hiệu từ chip RAM tín hiệu IG này nối trực tiếp với tín hiệu ở trên các cặp tương ứng ở trên màn hình. Đây chính là tín hiệu từ trong chip RAM, thì nó ở hai đầu con trở này các bạn, tương ứng với tín hiệu data clock B và data clock N. Đấy. Thứ tự ở bên trái bên phải. Thì khi mà chúng ta chuyển xe thì ở trên cái con U9600 này nó có một cái khối nữa. Cái khối này là chính là cái khối mà nó đưa các lệnh như là lệnh mở nguồn 3V trên màn hình này, lệnh chỉnh sáng tối của màn hình này, lệnh enable cho cao áp này. Thì khi mà chúng ta chuyển xe thì cái khối này nó sẽ không, cái con IC này sẽ không làm việc nữa, và chúng ta sẽ không có những cái lệnh này để mở 3V cho màn hình và 3V các đường enable và BVKM cho cao áp, nên chúng ta buộc phải tự làm những cái việc đấy bằng cách là chúng ta sẽ giả những cái lệnh để cho nó mở nguồn lên. Thì cái máy này thì bọn mình vừa mới làm xong, giờ đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn này. Đây chính là cái con U9600. Thì phần bên này nó là tín hiệu của Vega, và phần bên này là tín hiệu của chip RAM. Thì mình đã câu trực tiếp từ tín hiệu từ trong chip RAM nên tín hiệu màn hình. Thì các bạn, khi mà tín hiệu từ con U9600 này lên màn hình, nó sẽ qua từng cặp tín hiệu, sẽ đi qua từng con trở. Chúng ta sẽ phải bỏ qua cái dãy trở đấy, bỏ qua dãy trở này để cho nó không bị nhiễu. Đấy. Sau đấy thì chúng ta sẽ câu từng cặp tín hiệu từ chip RAM lên màn hình. Đây từng cặp một. Các bạn lưu ý cái phần này là khi mình câu ấy, ở hai đầu con trở từ chip RAM đưa ra sẽ ở bên phải nó sẽ là tín hiệu clock và data loại B. À xin lỗi, ở bên phải con trở là sẽ là clock và data loại L, và bên trái con trở là clock data loại B. Còn tín hiệu khi mà chúng ta câu lên màn hình ý, thì trở trên sẽ là clock và data loại N, trở dưới là data clock loại B. Đấy, chúng ta sẽ câu lần lượt như vậy. Và chúng ta có một cái lưu ý nữa nè, khi mà chúng ta câu cái phần cao áp ấy, đúng không, câu phần cao áp thì chúng ta sẽ chọn hai cái đường nguồn enable và BVKM. Chúng ta làm sao chọn được cái điện áp đấy để câu vào để con cao áp này nó, con IC cao áp led này nó làm việc. Và có một cái lưu ý nữa nè, là có một cái con fet 6 chân, nó làm cái nhiệm vụ là nó mở nó lối đất của cái cầu trở để cho cái con
cho một con FET nó mở 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 12V từ nguồn để vào trong IC LED này, chúng ta sẽ phải câu tắt cái chân D, chân số 3 của con này vào súng mát để cho cái con IC này nó tự mở 19. Nếu mà trường hợp chúng ta câu như này mà không giải quyết chỗ này là cũng không có điện áp 12V cấp lên màn hình đâu. Và về phần màn hình ấy, thì chúng ta phần màn hình này nó cũng sẽ mất cái lệnh enable ở chân số 1 cho con này, chúng ta cũng phải tự giả lệnh để nó mở 3V lên màn hình. Và có một phần nữa là chúng ta sẽ phải xử lý cái nguồn cho cạc rời. Đây chính là IC nguồn cho cạc rời. Nguồn cho cạc rời này thì khi mà chúng ta chuyển xe thì chúng ta sẽ ngắt cái nguồn cho cạc rời đi. Và đơn giản nhất là chúng ta sẽ bỏ một cái nguồn 5V đây, như con trở này. Con trở này trước đây nó nằm dọc, bây giờ mình chuyển sang nằm ngang. Có nghĩa là mình bỏ một cái nguồn 5V này cho con IC nguồn xung này. Khi mà mất một nguồn thì con IC nguồn xung này nó không phải làm việc. Đấy. Thì nhiều người ta chọn cách là người ta tháo bên này ra và cậy cuộn dây đi, nhưng mà mình thấy cái việc đấy nó làm khá phức tạp, khá mất công. Mình đơn giản là bỏ một con trở, bỏ một trở lối nguồn 5V đi. Thì có một cái số lưu ý này, trước khi mà chúng ta nhận chuyển xe thì các bạn phải trao đổi trước với khách hàng là khi mà chuyển xe thì những cái chức năng chỉnh sáng tối màn hình nó sẽ không còn làm việc nữa, vì cái khối của con IC U9600 này nó sẽ không làm việc nữa và những cái chỉnh sáng tối nó sẽ không có tác dụng. Và cái nữa là khi mà chúng ta giả lệnh như này thì những cái nguồn mà nó đưa vào cho IC net và cho IC mở nguồn 3V màn hình ấy, nó sẽ mở ở những cái thời điểm cùng nhau, nhưng tín hiệu từ chip nam đưa lên màn hình ở những cái thời điểm khác nhau, nên nó xảy ra một số sẽ xảy ra cái hiện tượng là khi mà nó bị chúng ta bật lên, có thể là một số trường hợp nó chạy thì hoàn toàn bình thường, nhưng một số trường hợp khi mà nó chuyển về trạng thái nghỉ hay như nào, từ trạng thái nghỉ chuyển sang trạng thái hoạt động bình thường, nó sẽ xảy ra một số hiện tượng là có thể đôi khi nó bị nhòe ở trạng thái nó bị chờ thôi, còn hoàn toàn khi mà chúng ta chạy video thì không có dấu hiệu bị nhòe. Đấy, có một cái số lưu ý đấy, vì cái lý do nhòe là do chúng ta câu nguồn, chúng ta dùng những cái nguồn để giả lệnh cho IC nên nó bị như vậy. Thì về nguyên tắc câu ấy, thì chúng ta cứ câu các cặp tín hiệu, quan trọng nhất là câu các cặp tín hiệu, chúng ta cứ câu làm sao mà đúng từng cặp một. Và nên là trước khi các bạn câu, các bạn phải những cái điểm tiếp xúc này, các bạn phải dùng banh nhọn, các bạn cọ sát để cho nó qua, để nó bị xước cái lớp oxy hóa ở đầu đi, để khi mà câu cái thì nó không xảy ra cái hiện tượng nó bị nhiễu. Nếu mà chúng ta không làm tốt cái việc đấy thì sau khi câu xong nó sẽ bật lên, nó sẽ bị nhiễu. Nhiễu là một trong các đường tín hiệu nó đang có vấn đề, nó chưa tiếp xúc hết đấy, nó có trở kháng nên nó bị nhiễu đấy. Về phần chuyển xe thì mình có lưu ý các bạn như vậy thôi.